Vừa qua tại trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ngành công thương cho ông Jean-Jacques Boufflers, tham tán công sứ trưởng Bộ phận Thương mại và Kinh tế Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh đã nêu bật những đóng góp của cá nhân ông Jean-Jacques Boufflers, tham tán công sứ trưởng Bộ phận Thương mại và Kinh tế Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, trong việc phát triển mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa EU và Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực công thương. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Về phía mình, ông Jean-Jacques Boufflers, tham tán công sứ trưởng Bộ phận Thương mại và Kinh tế Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, đã bày tỏ vui mừng và niềm vinh dự khi nhận được kỷ niệm chương do Bộ Công Thương trao tặng và hy vọng hợp tác kinh tế thương mại giữa EU và Việt Nam sẽ còn tích cực phát triển nhanh hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là khi Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-EU-EVFTA được ký kết trong tương lai gần.